Rồi cô chúi Nhưng xuống mà chút xíu, nó hơi lên trời rồi cô chúi cái máy xuống đó cô. Đúng rồi, rồi đúng rồi. Nay nay cô chỉnh chu đẹp gái nè. hồi bữa nó đem đi làm vô mệt mà. À rồi hơn nữa là hôm bữa là buổi tối nữa, tối thui à. Tôi thui ngồi ngồi hè, ngồi ngồi hiên á, tôi Dạ dạ thui. rồi sau khi cập nhật cái clip lên rồi cô có xem không? Chắc có chứ đâu có thoát hả? Có cho trời ơi, để nói là đừng có đưa lên lên xong rồi cho cha mấy người coi, mấy người nói cái trời đất luôn. À, nói thì sao? Thì mấy người chúc mừng nói đủ Ơi, chúc mừng thì đâu có sao, sợ người ta nói thứ cái điều tiêu cực thôi chứ tích cực thì đâu có sao. Mà hơn nữa là cái việc này đó là cái người báo tin là quý vị phải ghi nhận ai là người báo tin đầu tiên còn liên quan đến cái vấn đề hậu tạ nữa. à. Dạ. Chứ đâu phải là mình ghi nhận chơi chơi đâu. Bởi vì là sau đó thì cũng có mấy người biết nữa, nhưng mà có một cái là mình tiếp nhận cái thông tin của người đầu tiên thôi. Dạ. Thấy anh thấy 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 cô chú đó tình tứ, cô Loan với chú gì thấy tình tứ thấy vui quá hả Chú Hòa, chú chú Hòa. Hòa. Đây là con nói chân tình nè, con nghĩ nếu ví dụ đó mà cô Loan mà không có chồng sau chắc là đôi bên trở lại với nhau quá. Đúng đúng, tại vì thấy cái ông anh Hò đó anh ăn nói rất là hay, anh nói nhẹ nhàng ghê. Mà thấy thấy có vẻ đôi bên cũng đang còn gọi là thiện chí và có tình cảm với nhau lắm. Cảm, đúng, cảm với nhau. Ủa chứ cha mình nói vậy thì có sao không cô? Không có mới gì đâu, cái đó là mà theo mình nhận xét bình thường mình thấy vậy Dạ thôi. dạ nói chung là cái tình cảm dành cho nhau là tốt chứ đâu có gì đâu cô ha. Đúng Dạ rồi, miễn là bây giờ là cô Loan đừng bỏ chồng để theo chú Hòa là được rồi đúng không? đúng Dạ rồi. thật sự á cô biết không, đối với con á là khi ví dụ chẳng hạn như chia tay ai đó rồi mà đôi bên vẫn đang còn có cái sự mật trân trọng nhau thì cái điều đó là điều tốt Đúng đúng không rồi, cô? rất Dạ là tốt. sợ sợ nhất là cái tình trạng mà nói tôi chia tay rồi tôi mừng muốn chết, bây giờ tôi sợ gặp lại ổng hay là gặp lại cổ quá trời, cái đó mới sợ cô ha. Như cô thấy vừa rồi cô thấy cái ông mà chồng của cái cô Trang Mây gì đó nói chuyện cũng thấy không tình cảm gì hết trơn, nói chuyện với nhau rồi xưng tui xưng đồ thấy tình cảm gì hết Thật trơn ra thì cái đó con không dám bình á. luận bởi vì mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng và mỗi người cái tình cảm dành cho nhau khác nhau, nên là và thể hiện cũng vậy, mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Đôi khi con nghĩ là trước trước mặt biết con đang ghi hình hay là có người vợ đang ngồi cạnh thì đôi khi nói vậy thôi chứ đôi khi trong một cái môi trường khác thì nó lại khác. Thì bình thường mình có nói trước cộng đồng mạng cũng vậy chứ thấy nó không tình cảm gì hết trơn, nó xưng tôi là không thấy tình cảm à. Đúng Thế rồi, nhưng tôi là thấy không khoái rồi xưng tôi là thấy không tình cảm phải không? thì thôi thì thấy sao thì mình biết vậy thôi chứ cũng không biết nói sao hơn. như tôi nghĩ thấy cái ông mà ở ngoài Quảng Ngãi, cái ông mà lâu lắm rồi không gặp cái bà vợ mà ở ngoài Quảng Ngãi cũng lớn bảy mấy tuổi ha, hai người vẫn nói chuyện rồi anh em rồi rất là thân thiện, rất là tình cảm. Hình như là ý cô nói là cái ông mà sinh ra đứa con mà đứa con bị tật nguyền nữa phải không? Đúng Phải đúng phải rồi, ông đó không? đúng rồi. Đúng rồi, Ông đôi hỏi bên cũng. bà, cái ông đó ông hỏi bà đó bây giờ xưng hô như thế nào thì bà đó nói là trước kia xưng hô sao bây giờ xưng hô như thế đó, thì ông Dạ. xưng hô rất là hay chứ, nó phải phải ít nhất không phải vậy á. Thưa cô là bây giờ thế này, là hôm nay con gọi tới cho cô đó, thứ nhất là gia đình có ủy quyền cho con và nhờ con đại diện để gửi tới cho cô cái món quà như gia đình đã hứa là chú Nhân đó, chú Nhân có gửi cho con là 20 triệu đồng để chuyển tới cho cô, vì vậy cho nên là con sẽ chuyển theo cái số tài khoản mà hồi hôm qua cô có nhắn cho con ha. Rồi thật ra thì đây là một cái món quà mang tính là khích lệ và tỏ lòng biết ơn, còn cái việc và đôi bên kết nối được với nhau thì là một cái giá trị nó quá là to lớn, nên là rất là cảm ơn những cô chú đã thường xem kênh Tuấn Vị nói chung cũng như là cảm ơn
Cô đây nói riêng là thường xem chương trình mới biết được cái trường hợp này để mà báo tin, nên là rất là cảm ơn về điều đó. Hầu như ngày nào cô cũng coi, lúc nào cũng Dạ. có coi, ông xã cô mà khái không coi là ủa sao bữa nay không có Tuấn Vĩ à? Dạ. Nó có nó Dạ. có mà em chưa coi. Yeah. Thì thật ra đó thì cái việc mà mình biết được trường hợp để mình báo tin đây thì coi như là cái may mắn mà mình biết được vậy thôi, chứ còn cũng đâu có phải là cái mục tiêu là mình xem để mà nhận tiền hậu tả này kia đâu có ha, không Rồi có. đúng Dạ. rồi. Yeah. Yeah. Thấy thích thì coi thôi. À, Thì may mắn nói thì chung đúng. là nhưng mà nhiều lúc là Tuấn Vĩ cũng thông cảm, như cái đợt mà cô có bình luận về cái cô mà ở bên Pháp về đó, hai Dạ. đứa con cô thấy quá tội, cô thấy tội quá, thằng Nam Hải với ông Bắc Hải gì đó cô thấy tội quá tội, cho Dạ. nên cô có bình luận mà có người thì nói cô sao có bình luận. Dạ. Cái trường hợp đó cũng là một trong những câu chuyện mà được cộng đồng quan tâm nhiều đó, và đặc biệt nhất là cái cô Phong đó có cái giọng nói hay ha. Đó rồi, hai. Dạ. Con còn nhớ một câu mà cô Phong nói mà con ấn tượng hoài hà, là cô nói vậy nè: cái lúc tôi còn nhỏ đó, tôi mới 19 20 tuổi, rồi cái tôi sinh em bé, vậy cái mẹ chồng tôi mới đứng kế bên, thì tôi mới nói với mẹ chồng, nói: ủa mẹ, sao mà con sinh em bé ra mà nó chưa có mở mắt hả? Vậy cái mẹ chồng mới la tôi, mới nói: cái con này bố mày khùng hả, con người chứ đâu phải con chó đâu mà sinh ra mà chưa có mở mắt. Cô nói một cách tự nhiên mà cái giọng cô lạnh lót, thấy mắc mắc vui ghê. Nhưng mà cô thấy hai đứa con đúng rồi, mình xem mình thấy nó là đứt ruột luôn á, nó tội quá tội luôn Dạ, thấy thương. á, thấy thương quá À, luôn. rồi thưa cô, vậy bây giờ con sẽ gửi qua cho cô, xong rồi con khi mà cô nhận được đó thì cô xác nhận dùm con ha. Dạ Rồi. dạ cái số tiền là 20 triệu đồng nha cô nha. Rồi. Dạ dạ rồi vậy nha cô nha, con tạm thời kết thúc cuộc này rồi con chuyển cho cô liền nha. Rồi, cảm Dạ ơn dạ Tuấn Vĩ. dạ 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 Em ạ, em có giận anh không em? Bây giờ giận là được cái gì? Giận nó cũng muộn rồi. Bây giờ được cái gì nữa mà giận? Cảm ơn em. Rồi rồi, cô đã nhận được 20 triệu từ Tuấn Vĩ gửi qua ngân hàng Sacombank cho cô rồi. Dạ dạ cụ thể quá, còn ngân hàng Sacombank nữa. Dạ tối nay Hàng mà. là dẫn chồng đi uống cà phê rồi đi nhảy đầm bữa đi khao. Đó, cô đang ở Nha Trang, cô đang đi nuôi bà chị bệnh không có ở nhà. À vậy hả cô. dạ dạ Nha Trang nuôi bà chị. dạ à tưởng đâu là ở nhà là dẫn ông chồng đi nhảy đầm, nói hôm nay em có tiền gọi là tiền mừng của người ta, tiền lì xì đầu năm. Đi từ đầu năm 21 Nhận được quà lớn, dẫn chồng đi về. nhảy đầm. Có Rồi biết nhảy đâu, nhảy đi chỗ còn người ta nhảy. để một lần nữa thì chúc sức khỏe gia đình mình, chúc sức khỏe cô, cũng như là cảm ơn cô trong thời gian qua đã thường xem chương trình. Vậy nha cô nha. À, cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều Dạ nha. dạ dạ rồi. Tuấn Vĩ vui khỏe nha. Dạ dạ rồi chào cô, bye bye cô. Em có giận anh không em? Bây giờ giận là được cái gì? Giận nó cũng muộn rồi. Bây giờ được cái gì nữa mà giận? Cảm ơn em. Bây giờ gần em đứa em nào em rồi cũng em có biết không, anh đi 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 là lượm lặt tin tức á, rồi có người nói em á thì đã có một đời chồng, rồi lại chồng nó, người chồng nó bỏ đi về quê rồi. Bây giờ á đâu có đâu. thì anh đi tìm tin tức, tìm em với tìm con á, thì tìm được những tin tức nó cho như vậy đó, nó Không, nó tạo không ra. phải đâu. Cái rồi thời gian đó thì có ẩm mà con nó về hôm đó thì mẹ nói thì bây giờ là
anh đi rồi thì bả cho để con bé Thuận lại cho bả nuôi, rồi bả cho em một số tiền để về làm ăn rồi có chồng, chứ anh đi rồi đời em còn nhỏ. Cái rồi cái hồi đó cũng còn nhỏ nữa, rồi sợ sợ bả bắt con rồi đi đi về không có vô nữa. Qua coi như ngày hôm qua là cái con ở gần nhà con Thuận á đi xuống kêu, gần nhà con Thuận ở đây,